Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin những quyết định ngầm ở Hội nghị Trung ương 6 không ai biết, giờ phát tác. Tại Hội nghị Trung ương 6 vừa qua, nhiều người kỳ vọng rằng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ truất phế Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước, nhưng điều đó đã không xảy ra. Chỉ có Nguyễn Văn Thể là người bị cho thôi chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Nói chung, Hội nghị Trung ương vừa rồi không như kỳ vọng của nhiều người. Tuy vậy, việc Hội nghị Trung ương 6 kéo dài cho đến 7 ngày, điều đó cho thấy có rất nhiều quyết sách mà người dân không hề được biết. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Hội nghị Trung ương là kỳ họp của Trung ương Đảng, mục đích là ra quyết định những gì sẽ diễn ra vào kỳ họp Quốc hội sau đó và đồng thời cũng là đề ra những chính sách hành động cho Trung ương Đảng. Họp Hội nghị Trung ương được xem như là chuyện nội bộ của Đảng vậy. Họp Quốc hội là chuyện mà Đảng muốn cho dân thấy, cho nên không phải gì mà Trung ương quyết ở hội nghị thì cũng đều được đưa ra trước Quốc hội. Và người dân chỉ được quyền đứng xem mà thôi. Vừa rồi, kết thúc Hội nghị Trung ương 6 thì ông Nguyễn Phú Trọng đã cho thổi bùng những vụ bắt bớ kỷ luật tràn lan. Đấy là những quyết sách đã được bàn bạc nhưng dân không hề hay biết. Chỉ khi nào ông Nguyễn Phú Trọng cho bắt người thì dân mới được biết đến đó mà thôi. Các nạn nhân mà ủy viên Trung ương Đảng đều cho biết số phận của họ trước nên nhiều người đã tranh thủ vơ vét trước khi bị tra tay vào cổng số 8. Trường hợp ông Trung Ngọc Anh là một ví dụ. Trước khi đưa tay vào cổng, ông Trung Ngọc Anh đã vội ký quyết định bổ nhiệm. Những quyết định này được người dân gọi là bán ghế khẩn cấp. Ngay sau khi kết thúc Hội nghị Trung ương 6 vào ngày 15 tháng 10 vừa qua, tại kỳ họp cử tri chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội sau đó 5 ngày, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phán một câu xanh dờn rằng những vụ cách đây nhiều năm rất ghê gớm sẽ được đưa ra ánh sáng. Những câu nói chung như thế làm cho người dân hóng chờ và cũng làm cho nhiều quan chức lo sợ. Nhiều người dù không làm gì sai cũng sợ vì không biết ông Trọng sẽ cho bắt ai đây. Có người thì cho rằng khi họp Hội nghị Trung ương, ông Trọng đã quyết những nhiệm vụ bí mật và sau đó ông nói úp nói mở mà không hề nói rõ để cho các lực lượng trong tay của ông hành động. Đây là hình ảnh sau Hội nghị Trung ương lần thứ 6, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho bắt mạnh từ Bắc đến Nam. Việc ông Nguyễn Văn Thể phải rời chiếc ghế thì ai cũng biết và Quốc hội cũng đã quyết. Nhưng những ủy viên Trung ương Đảng nào sẽ bị bắt, những ủy viên Trung ương Đảng nào bị kỷ luật thì Quốc hội làm gì có quyền biết điều đó. Hiện nay ông Trọng có hai lực lượng để xử lý về mặt Đảng và một lực lượng để xử lý về mặt luật pháp. Hai lực lượng xử lý về mặt Đảng là Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Nội chính của Trung ương. Lực lượng xử lý về mặt luật pháp chính là Bộ Công an của Việt Nam. Thông thường khi Ban Nội chính kiểm tra phát hiện sai phạm thì Ủy ban Kiểm tra sẽ ra tay tiếp và lập nên kết luận và đề nghị mức án kỷ luật về mặt Đảng. Các quan chức sợ nhất là hai ban này chứ không phải là Bộ Công an, bởi khi Ủy viên Trung ương Đảng chưa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận sai phạm về mặt Đảng thì Bộ Công an không thể vào cuộc. Bộ Công an vào cuộc là dành những trường hợp nào quá nặng mà thôi. Sắp tới vụ Việt Á sẽ lại tiếp tục bùng lên. Vụ chuyến bay giải cứu cũng hứa hẹn nhiều vụ án khủng nữa. Vụ án Vạn Thịnh Phát đang là vụ án lớn và cam go. Càng ngày người ta càng thấy vụ án Vạn Thịnh Phát phức tạp một cách hết sức khó hiểu và dường như nó còn liên quan đến nước ở phương Bắc. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng cho đánh mạnh vào Vạn Thịnh Phát. Như vậy có rất nhiều kế hoạch mà ông Trọng đã quyết và ông hành động theo những gì ông quyết. Đôi khi thông tin mật vẫn được tuồn ra ngoài nhưng đa phần là những người dân không biết, thậm chí cả những người bị đưa lên thớt vẫn không hề hay biết. Vậy nên chuyện ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chưa bị phế truất cũng chưa chắc gì ông giữ vững. Có những nước cờ ông Trọng đi mà không ai biết. Nếu ông để cho mọi người biết thì e là sức mạnh của ông cũng không được duy trì như hiện nay. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bắt lớn ở Đồng Nai, Phủ Thủ tướng dùng chuyển, ông Tổng lần ra manh mối như thế nào. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã đầu mối phân phối bổng lộc cho đường dây nhập khẩu vũ khí hàng tỷ USD từ Israel. Các hợp đồng mua vũ khí là những hợp đồng nâng khống giá trị nhưng không thể nào lần ra được đầu mối bởi cơ quan điều tra không thể đòi hỏi bên bán phải trưng ra giá trị thật của gói cung cấp vũ khí này. Việc điều tra bắt đầu từ phía Việt Nam khó mà lần ra đầu mối của việc chia chác.
việc của ông Trọng là phải tóm cho được người trung gian trong các hợp đồng này, đó chính là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Đây là hình ảnh cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân và cựu bí thư tỉnh Đồng Nai đã bị bắt. Tại Bộ Quốc phòng của Việt Nam, phe của ông Tổng đang cố điều tra ra đầu mối của đường dây. Nơi đây, Bộ Công an không thể nhảy vào mà chỉ có thể là ban nội chính mới có quyền. Cách đây hơn một tuần, và cụ thể là vào ngày 12 tháng 10, đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, tức là Ban Chỉ đạo do trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Mục đích của ông Trạc là kiểm tra các hợp đồng mua bán trong quân đội có gì tất khuất, đặc biệt là hợp đồng mua bán vũ khí. Việc tăng cường kiểm tra các hợp đồng của quân đội, mục đích là kiểm tra xem có gì sai sót hay khả nghi hay không. Nếu phát hiện, ông Tổng cho Phan Đình Trạc xoáy vào điểm yếu này mà tiếp tục khui ra. Đây là những hợp đồng có tính bí mật nhưng không thể công khai. Tuy nhiên, về mặt đảng thì ông Tổng hoàn toàn có quyền kiểm tra nó. Việc đánh vào quân đội được xem như là cú đấm, được giấu rất kỹ. Bên ngoài, ông Nguyễn Phú Trọng cho khui ra các hợp đồng của IEC với các chính quyền ở địa phương, xem có bàn tay chỉ đạo nào từ Trung ương hay không. Ngày 19 tháng 10, ông Tô Lâm đã cho cơ quan điều tra của Bộ Công an C03 bắt tạm giam ông Đinh Quốc Thái, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và ông Trần Đình Thành, cựu bí thư tỉnh Đồng Nai để điều tra về tội nhận hối lộ. Đây là hình ảnh cựu bí thư tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành và cựu chủ tịch Đồng Nai Đinh Quốc Thái. Hai ông này bị bắt điều tra vì đã vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IC và các đơn vị liên quan. Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty IC. Thời điểm C03 thực hiện lệnh bắt tạm giam, bà Nhàn đã bỏ trốn nhưng cơ quan điều tra ra quyết định truy nã bà. Như vậy, đầu mối của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn ở Đồng Nai đã khui ra đến ông bí thư và chủ tịch tỉnh. Vụ IC này xem ra cũng không hề nhỏ hơn vụ Việt Á. Mục đích của ông Tổng là khá rõ ràng, moi đến cấp cao nhất ở tỉnh để xem tỉnh đã chỉ đạo như thế nào từ Trung ương hay không. Và tương tự như vụ Việt Á, vụ IC có dấu hiệu được chỉ đạo từ Trung ương thì mới dễ dàng thắng thầu những gói thầu lớn đến như vậy. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tham gia đấu thầu ở tỉnh nào thì sẽ trúng thầu ở tỉnh đấy. Trường hợp bà Nhàn nhìn khá giống với trường hợp của Phan Văn Anh Vũ, tức là Vũ Nhôm, cũng là người trong ngành tình báo lập công ty Bình Phong để tạo ra vỏ bọc doanh nhân và giấu đi tông tích thật. Những người này thường là lính tiên phong cho một thế lực chính trị ẩn danh, bởi dân tình báo thì có nghề và có quan hệ rất lớn. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã kéo đổ Ủy viên Trung ương Đảng của Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng đang muốn hạ uy tín ông Thủ tướng có việc làm việc tới cùng và tìm tung tích của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn để lại. Ông Trọng quyết làm mạnh tay, tuy nhiên đầu mối quan trọng nhất là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì vẫn là một thách thức to lớn của ông Nguyễn Phú Trọng. Việc bắt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về quy án sẽ khui ra được nhiều vấn đề rất lớn. Mặc dù vậy, cho đến nay, việc bắt bà Nhàn là thách thức gần như không thể vượt qua nổi của ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tô Lâm. Vì bà khác với Trịnh Xuân Thanh, nằm im, chờ thời.